sao đây về của chị, đỡ có vé xe à? Hả? Đỡ có vé xe mới chìa khóa à? Thế mới gửi đâu được nhỉ? Hay ông đi xe của tôi về? Cũng được. Ông đi xe về, tôi đi bộ về nhé. Còn áo nhỉ? Áo cởi ra, tôi cởi đó. Cứ cởi chân ngại lắm.